Hương Giang đã xéo Kỳ Duyên khi cùng làm giám khảo cuộc thi siêu mẫu khiến fan ngỡ ngàng. Vào tối ngày 24 tháng 8, tập 1 chương trình siêu mẫu Việt Nam 2018 đã chính thức lên sóng. Dù đã có từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên siêu mẫu Việt Nam được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế với nhiều tập khác nhau. Ngoài hai huấn luyện viên cố định là Hương Giang và Kỳ Duyên, chương trình còn có thành phần giám khảo gồm stylist Hoàng Cu, ông Dược Tiến Sĩ, thành viên Viện Hàn Lâm Thẩm mỹ Nội khoa Hoa Kỳ và bà Di Băng, Tổng Giám đốc Universal. Trong tập 1 này, các giám khảo sẽ casting loạt thí sinh đầu tiên đến với chương trình, gồm cả nam và nữ. Bước vào phần thi đầu tiên của tập 1, các thí sinh sẽ phải chụp hình và tạo dáng dưới nước để giám khảo thấy được kỹ năng của mình. Đây được đánh giá là thử thách khá khó khăn với thí sinh. Rất nhiều thí sinh đã bị ngã khi đang chụp hình vì sàn diễn trơn trượt. Một số thí sinh còn lại bị nước bắn vào mắt nên không thể nhìn thấy gì. Đa số các thí sinh đều tỏ ra lúng túng trước thử thách khó khăn này, nên thường tạo ra những dáng kỳ quặc. Thấy vậy, các giám khảo không khỏi buồn cười. Nhưng Hương Giang dường như đã hăng quá mà quên rằng đang ghi hình để lên sóng. Cô liên tục để lọt những câu nói hơi thông tục và không phù hợp khi phát sóng truyền hình. Chẳng hạn khi thí sinh Nguyễn Võ Thanh An tạo dáng với kiểu tay che hơi nữ tính, Hương Giang đã buộc mồm nói to, giơ tay che hàng à. Nhiều khán giả cho rằng câu nói này của Hương Giang hơi thiếu ý tứ và đùa quá trớn, không hợp để lên sóng. Sau phần thi chụp hình với nước, các thí sinh sẽ phải tự chọn đồ để catwalk trước mặt ban giám khảo. Đây cũng chính là lúc hai huấn luyện viên Hương Giang và Kỳ Duyên phải tranh giành để chọn thí sinh về đội mình. Kỳ Duyên dù rất tâm huyết, nhưng vì không giỏi ăn nói như Hương Giang nên rất ít khi thuyết phục được thí sinh về đội của mình. Cô luôn bị Hương Giang nững tay trên vì không thể ăn nói hoa mỹ để thuyết phục được thí sinh như đàn chị. Thậm chí Hương Giang còn không quên nhắc nhở Kỳ Duyên đôi điều. Chẳng hạn khi thí sinh Trần Thị Tuyết xuất hiện trong bộ trang phục dạ hội lấp lánh, diêm dúa, ôm sát cơ thể với phần đuôi cá xòe rộng, Kỳ Duyên đã nhăn mặt nói rằng, tôi thực sự rất dị ứng với phong cách đồ như vậy. Ngay lập tức stylist Hoàng Cu liền hỏi xoáy, hình như lúc đăng quang, Kỳ Duyên cũng mặc một chiếc váy giống như vậy, và nhờ cái váy kiểu này mà Duyên mới đăng quang được. Tận dụng thời cơ, Hương Giang liền đá xoáy Kỳ Duyên một cách thâm sâu qua việc nhắc nhở khiến nhiều khán giả phải đặt dấu hỏi về ý nghĩa phát ngôn của cô. Cô nói, Kỳ Duyên nên nhớ về hình ảnh ngày xưa của mình. Tuy nhiên, Hương Giang cũng cho rằng hôm nay mọi thứ của Trần Thị Tuyết đều over từ tạo dáng, trang phục, biểu cảm và không biết mình muốn gì. Trong khi nhiều thí sinh được cả hai vị huấn luyện viên cùng chọn, thì vẫn có những thí sinh phải ra về và không được ai chọn. Điển hình là thí sinh Nguyễn Kim Phụng. Trước khi loại thí sinh này, Hương Giang có nhận xét, bạn tạo hình cũng được, catwalk cũng ok, nhưng không hề tạo được hứng thú cho người xem. Sau đó Hương Giang có cho Kim Phụng cơ hội thuyết phục cô, nhưng thí sinh này lại nói hơi nhỏ nên cô không đồng ý. Sau khi rời vào hậu trường, thí sinh Kim Phụng bức xúc chia sẻ, tôi cảm thấy mình thực hiện phần thi này rất tốt. Hương Giang có nhận xét rằng tôi không tạo cảm hứng cho chị ấy. Tôi cảm thấy lý do Hương Giang đưa ra hết sức nhảm nhí. Hoa hậu Hương Giang phản ứng cực gắt khi bị chê không đủ trình làm huấn luyện viên cuộc thi siêu mẫu. Mới đây, sau tin tức về việc Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Kỳ Duyên được nhận lời làm mentor cho chương trình truyền hình thực tế siêu mẫu Việt Nam 2018 được tung ra, đã có những luồng ý kiến trái chiều xuất hiện. Đa số đều cho rằng cả Hương Giang lẫn Kỳ Duyên dù từng đạt ngôi vị Hoa hậu nhưng lại chưa thực sự đủ khả năng để làm huấn luyện viên cho một cuộc thi người mẫu lớn thế này. Ngay lập tức, Hoa hậu Hương Giang đã có những đáp trả cực thẳng thắn ngay trên Facebook cá nhân của mình. Cụ thể, Hương Giang cho biết, hoài nghi hay bất kỳ một sự không phục, bất công nào đều quá phù hợp với cái tên Hương Giang, nhất là trong lĩnh vực thời trang này. Nhưng có lẽ Hương Giang là cái tên luôn gắn liền với sự bất công, dù cho bản thân có cố gắng như thế nào vẫn không được ai công nhận. Và hiện tại là sự bất công khi nhận được sự ưu ái quá lớn, mất quá ít thời gian để ngồi lên những vị trí mà với nhiều người thì họ cần phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Nhưng cái tên Hương Giang cũng gắn liền với sự bất ngờ và hãy luôn nhìn Hương Giang bằng ánh mắt khó tin nhất. Đây giống như là một lời cảnh báo rằng Giang hãy làm đi, rất nhiều người đang chờ để soi xét xem cô có thể làm được gì. Sự bất ngờ sẽ đến vào lúc không ai ngờ tới nhất. Hoa hậu chuyển giới cũng không ngại cho biết cô rất thích thú với những thử thách thế này bởi nó thường mang đến cho cô áp lực và buộc cô phải có sự tập trung cực độ để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Hoa hậu Hương Giang còn nói thêm rằng đây chính là thời điểm cô bắt đầu cuộc chơi của mình.
Những đáp trả đầy thẳng thắn và đanh thép này của mentor siêu mẫu Việt Nam 2018 như một lời khẳng định rằng cô sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Những lời phê bình hay chỉ trích trước đó chỉ là lời nói suông. Hân Giang vẫn hy vọng rằng khán giả cũng như giới chuyên môn hãy nhìn vào những gì cô sắp sửa làm được tại cuộc thi, chứ đừng vội đánh giá chỉ qua những thứ này. Dù vậy, khán giả vẫn không khỏi nghi ngờ về khả năng của Hương Giang lẫn Kỳ Duyên, bởi so với những mùa trước thì năm nay, rõ ràng dàn huấn luyện viên có hơi non trẻ. Giữ đúng lời hứa, Hoa hậu Hương Giang thực hiện việc làm ý nghĩa đầu tiên cho cộng đồng LGBT. Sau khi đăng quang, không chỉ lắng nghe những trăn trở từ cộng đồng, Hoa hậu Hương Giang còn khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới. Với mong muốn hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho những người có cùng cảnh ngộ, Hoa hậu Hương Giang đã chính thức khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới tại Việt Nam. Mới đây, mỹ nhân này đã hồi đáp công chúng kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 bằng việc chính thức khởi động chiến dịch ủng hộ luật chuyển đổi giới tại Việt Nam. Đây được coi là một phát pháo đầu tiên dành quyền lợi cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Vừa xuất hiện trong chương trình giao lưu lắng nghe người chuyển giới, người đẹp đã chia sẻ câu chuyện của mình và những mong mỏi từ bản thân tới cộng đồng. Hương Giang đã lên kế hoạch, bắt tay vào thực hiện những dự án và với danh hiệu mà mỹ nhân đạt được sẽ là sức mạnh để bảo vệ người chuyển giới tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện, Hương Giang cũng bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký từ cộng đồng để gửi thư ngỏ tới Bộ Y tế và Quốc hội. Với kế hoạch này, năng hậu cũng như cộng đồng người chuyển giới sẽ có dịp bày tỏ những trăn trở và khó khăn, cùng đó là nguyện vọng để gửi đến Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội. Cô và cộng đồng mong rằng với những nỗi niềm khao khát này sẽ được đại biểu Quốc hội sớm thông qua luật vào năm 2019 để người chuyển giới Việt Nam được sống và đối xử bình đẳng như bao công dân khác. Xa hơn nữa, đó là góc nhìn thiện cảm và bao dung hơn từ xã hội. Tôi muốn dùng danh hiệu Hoa hậu để bảo vệ người chuyển giới. Tôi dùng vương miện để cộng đồng có cái nhìn cởi mở, bất kỳ thị về người chuyển giới. Tôi muốn mọi người cho người chuyển giới một cơ hội để được làm việc như những người bình thường. Cho người chuyển giới Việt Nam một cơ hội, một cách bình đẳng để có công việc và cuộc sống tốt hơn, Hương Giang bày tỏ. Không chỉ chia sẻ câu chuyện bản thân như một nguồn cảm hứng, động lực gửi đến những người có chung hoàn cảnh, Hương Giang còn giải bày nguyện vọng muốn tạo nên một cái nhìn khoan dung và tích cực hơn về những người chuyển giới Việt Nam. Cô còn thổ lộ sẽ lập nên dự án thu thập nhiều chữ ký như một cách để tích góp sức mạnh từ cộng đồng để gửi đến Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội. Với mong muốn sẽ được xác nhận, Hương Giang muốn cộng đồng được sống và đối xử như những công dân bình thường khác mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Trường Giang khen Hương Giang biết chiều đàn ông, con gái thật cũng không vượt qua được. Trước khi bước vào những thử thách đầu tiên của chương trình Khi đàn ông mang bầu 2018 lên sóng, liệu Trường Giang có suy nghĩ và đánh giá như thế nào về người bạn đồng hành Hương Giang? Tuy đã quen biết từ lâu, nhưng hai nghệ sĩ Trường Giang, Hương Giang lần đầu kết hợp và ở cùng một chiến tuyến tại chương trình truyền hình thực tế Man Bird Khi đàn ông mang bầu. Nếu gia đình Việt Hàn của Trấn Thành Harry Won đã quá quen thuộc với khán giả, thì cái bắt tay của cặp đôi Song Giang vẫn còn là một ẩn số thú vị. Chia sẻ với Southstar, Mười khó Trường Giang cho biết anh vô cùng hào hứng khi kết hợp cùng đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế vì bên cạnh sự thông minh, khéo léo, Hương Giang còn có độ nữ tính và quỷ tính rất phù hợp với cuộc đua Khi đàn ông mang bầu 2018. Hầu hết các fan của Trường Giang và Hương Giang đều rất tò mò khi hai nghệ sĩ hài hước cùng về một đội, cùng xây dựng thương hiệu gia đình phép thuật tại Khi đàn ông mang bầu mùa đầu tiên. Chính Mười khó Trường Giang cũng thích thú khi chương trình đặt để anh bên cạnh người đồng hành nhanh nhạy và duyên dáng như Hương Giang. Nhắc đến Hương Giang thì giữa hai anh em có rất nhiều kỷ niệm. Cô ấy kiểu như bị điên, nhưng giờ là hoa hậu rồi nên phải khác. Cô hoa hậu này không có bình thường, Hương Giang có sự rối nùi, có những năng lượng mà người khác không có, luôn làm những điều người khác không làm được, khó với tới được. Đó là lý do vì sao Hương Giang có được thành công như ngày hôm nay. Mình cũng rất thích khi được kết hợp với cô ấy, sắp tới chắc cũng sẽ mệt mỏi vì tính cô ấy cũng ít nói. Một ngày 24 tiếng thì 1 tiếng đánh răng, 7 tiếng ngủ còn lại dùng để nói hết. Cũng không sao vì những đội khác cũng có những người nói dữ lắm, như Trấn Thành cũng ít nói vậy, Trường Giang hớm hỉnh chia sẻ. Trước thời gian ghi hình, Hương Giang từng lo ngại đội Song Giang sẽ gặp bất lợi trong thử thách về vận động. Trong khi đó, bạn đồng hành Trường Giang lại cho rằng, về trò chơi vận động, Giang từng làm MC và chơi nhiều chương trình. Ai cũng gọi Giang là thần đồng game show, chơi đầu thắng đó. Về sự khéo léo thì mình làm sao bằng Hương Giang được. May vá hay ầu ơ, cô ấy đều dịu dàng hơn mình rất nhiều. Thế nhưng, Trường Giang sẽ tìm ra hướng đi tốt nhất cho đội. Ví dụ nhỏ như chương trình đưa ra quy luật,
đôi lúc họ quên những điều xung quanh quy luật thì mình chọc vào ngay cái chỗ quên đó. Hương Giang cũng dùng sức lực hay nói chuyện áp đảo các đội kia, còn mình sẽ dùng tư duy để chiến thắng. Thắng không phải mình giỏi, mà là đến gần hơn để hiểu hơn những người phụ nữ cực khổ mà lâu nay mình đã bỏ bê. Khi được hỏi về vai trò bên cạnh bà mẹ phép thuật Hương Giang, Mười Khó cho biết, sẽ có nhiều người nhìn Hương Giang và nói là hoa hậu chuyển giới không thể sinh con được. Ai cũng biết điều đó, nhưng Trường Giang nói luôn, nếu xét về nữ tính thì cũng không nhiều người con gái thật có thể vượt qua Hương Giang. Đã chơi với Giang nhiều năm nên mình biết Hương Giang nữ tính vô cùng. Rồi khán giả sẽ thấy Hương Giang thực sự là một người phụ nữ, còn Trường Giang là người đàn ông mang thai bên cạnh người phụ nữ ấy. Nhưng mà Giang nữ tính tùy giai đoạn, lúc điên lên thì cô ấy nam tính, lúc khùng rồi thì quỷ tính. Quý vị chờ xem giai đoạn đầu tiên là tính gì nhé.